Hello, chào các bạn. Hôm nay là mình được ông anh ở Thủ Thừa đến trực tiếp tại xưởng lo của mình để yêu cầu ráp một cái lo 2 súp 50 và 2 full quả tiễn 30 nha các bạn. Đây là mình ráp xong rồi. Để mình thấy lại nha. Mình ráp mặt nạ vô xong cái bắt đầu mình tiến hành đi giao nha. À, ông anh này đặc biệt cái là lên cửa hàng mua mà chưa chịu trả tiền. Đó là chở xuống dưới rồi nhậu một tăng là mới cho trả tiền nha, mới trả tiền. Sao chưa đó. Biết âm thanh nó chất lượng sao chưa, dạ. Chưa test đâu biết được. Ờ. Chở xuống dưới rồi giao xong lo rồi test lo xong rồi nhậu trận mới cho lấy tiền về. Nhậu nửa trận. Nhậu nửa chưa trận về. Chưa được về ha. Đó. Ông anh rất là vui nha. Cho nhậu nửa trận thôi, còn nửa trận để biết đường chạy về. Chứ không ai chạy lộn qua nhà bà hàng xóm luôn à. Ở đây là tay nghề của vô văn hóa nha, đang ráp lo vô văn hóa luôn. Đây là cái lo nãy giờ mình cũng ráp mới xong, do mình vừa ráp vừa không có quay phim được ha. Canh nó chỗ nào ngay nè, này ngay nè. Đây là cái lo 2 súp 50 nha các bạn, 2 súp 50 2 full quả tiễn. Sử dụng cục đẩy 4 kênh van số Miro rồi Bosa là của Mỹ luôn nha. Đánh này đánh là như nhạc sống luôn á. Bữa nay là lễ là 1 tháng 5, ông anh mua cái lo về để cho sớm già làng lại tăng lo luôn. Có mời anh em đồ lại chưa? Phú hí đồ chưa? Trong nhà không ạ? À, đủ 10 người chưa? Đủ bàn chưa? Trong nhà không 6 7 người. 6 7 người được ha. Ở đây em xuống 2 người nữa đủ đồ đủ bàn chơi ha. Trời, nãy giờ cũng 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Nãy giờ mình ráp cũng 2 tiếng mới xong à. Đó, ráp xong bây giờ đệ tử ruột mình là vô văn hóa đang tẩy nắp lại. Bữa nay có chiến hữu đi theo nữa. Tay nghề của quá là bắn là xẹt liền ha. Đây mình sử dụng 2 bát 30 từ 170 con 75 và 2 chép quả tiễn 850 luôn nha, cho tiếng ca rất là sáng ha, sáng mà nhẹ ca nữa. Này là đánh bao lực nha các bạn, tại nó xài 2 súp 50 là bao lực nha, bao lực chứ cái đó chút phá lại được. Dạ. Đây mình nay mùng một tây tháng năm mà mình vẫn hoạt động mở cửa hàng bán bình thường nha các bạn. Ông anh ở Thủ Thừa, từ Thủ Thừa lên cửa hàng mình là tới 38 km. Đây để lấy cái lo, sắm cái lo để về chia lãi luôn rồi. Ok phải không, bụi bụi cái bắn vàng đẩy nó quá, bắn mấy con trên vàng đẩy nữa nè. Giờ máy 6 con chưa bắn. Đây là chạy tới địa phận của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha các bạn. Bà con ở đây chủ yếu là trồng mai vàng và trồng lúa. Đây là mai vàng nè, vườn mai làng mai Tân Tây là cũng gần cái khu này. Anh chị nào mà muốn mua mai về trồng á, hay là mua mai dáng đẹp này kia là về làng mai Tân Tây ha. Về làng mai Tân Tây mua. Ở Long An là chưa mưa nha các bạn. Ở mấy chỗ các bạn anh chị là mưa chưa? Ở đây cũng trông chờ những giọt nước mưa để xạ lúa, tưới cây. Có những cánh đồng bây giờ là trơ trụi luôn. Năm nay nắng hạn mà lại thiếu nước ngọt nữa. Rồi mình quẹo vô đường này là đường ấp 4 nha các bạn. Ấp 4. Đường này là chạy thẳng vô cái cầu Kinh Đức. Hồi nãy giờ chị Google đã chỉ mình chạy lạc tùm lum luôn. Nhờ mình xuống hỏi người địa phương ở đây á,
Thì người ta nói là chạy vô cổng ấp 4 mới được tới cầu Kinh Đứng. Chạy vòng 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 hồi nãy giờ. Quẹo phải gì vậy? Quẹo phải. Tôi phải xuống quá rồi. Đây, các quẹo theo cua nè. Đi tiếp 2 km nữa. Rồi, 2 km nữa thì được tới nhà khách nha các bạn. Đây là cũng chưa xả lúa luôn, đang trông chờ những giọt nước mưa của ông trời ban xuống. Ai cũng chờ mưa xuống hết á. Cái cầu này là cầu Kinh Đứng nha các bạn. Cái quán chòi đằng trước á. Sao biết? Có định vị á. Rồi bỏ xuống luôn anh em ơi, tới rồi anh em ơi. Anh em nào đam mê âm nhạc chút xem chương trình thử lo có thanh cao nha. Đây là cái lo khủng nhất nha các bạn. Lo khủng nhất nha, được giao về huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Hạ xuống trượt xuống anh bà. Hạ xuống. Kéo ra chút, hạ xuống. Hạ xuống là được à. Hạ xuống. Rồi, ok. Quá im luôn bà con ơi. Quá đã rồi. Ngon lành ha. Rồi, để mình chạy xe ra. Đam mê âm nhạc. Bữa nay có đại ân nhân về cái mua cho ông vợ cái lo ha. Chị biết là đại ân nhân là gì không? Đại ân nhân là rễ. Rễ là đại ân nhân. Đại ân nhân, đó đúng rồi đó. Đúng rồi, bỏ gốc ra đánh ra đi. Rồi, được rồi đó, ngon lành rồi đó. Ok. Coi gì lâu dữ lắm nè, nay mới mua đấy ha. Dạ. Em 46 à? Lớn 3 tuổi à? Dạ. Còn coi nữa. Dạ. Hô cái điện mua liền ha. Đúng tháng trời dằn nắng, đúng tháng trời mới mua được cái lo nha các bạn. Dạ. Quá đẹp luôn. Hát thử lo nha các bạn. Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá xóa mà nghe nhắc nhở thầm. Vì mình xa nhau nên.
Hôm nay mình về Thủ Thừa nhậu nghe các bạn. Anh đãi đặc sản đó là gà ủ muối. Nè là con gái con anh làm luôn đó nghe. À, làm gà ủ muối luôn nghe. Nhìn là biết gà ủ muối rồi. Đó gà ủ muối luôn. À, có ai nhu cầu mua gà ủ muối liên hệ với ông anh giao tận nơi luôn. Bến Tre thôi, với... từ từ Bến Tre trở về Sài Gòn ha, là giao tận nơi luôn. Giao lần chục con chứ không giao. Giao lần chục con. Rồi, hôm nay chiến đấu một cửa để cho anh hát mấy bài đặng mình quay phim để cho bà con gần xa xem coi. Mình hát thử bài rồi. Lâu lắm mới hết, pin lâu lắm mới hết. 4-5 tiếng á. 4-5 tiếng buổi á, hát được buổi á. Anh thứ ba, anh ba ở đó luôn. Bữa nay mình đi giao lo, hôm nay là có chiến hữu đi theo nghe các bạn. Chiến hữu vô hát vài bài đi đại ân nhân. Còn ngại gì nữa, đi. Không, còn... kết nối Bluetooth đi, điện thoại của anh đây. Cái này là lấy lấy Bluetooth đây. YouTube á, 3K dở con rồi lấy rồi. Đi
nháy luôn mà. Ừ. Bỏ lâu rồi. Cái nói gì vậy? 20 vậy. 20 đâu chút alo cái coi. Thử là đã không? Alo cái. Alo. Chưa chưa mở mở bấm cái cho đèn sáng lên. Alo. Đã không? Đã liền ha. Trong tiếng. Ờ trong tiếng luôn. Bài cái. Bài gì? Vô nghe anh em, nay mình có tài nhậu mới đó là chiến hữu nha. Chiến hữu. Nhậu với ông chú nha. Chú này nhiêu tuổi rồi ông chú? 60. 60 tuổi à? Sao mà anh nhiêu? 64. 64 hả? Vậy sao mà ổng rụng tóc hết mẹ rồi, ông còn tóc nhiều dữ vậy? Ổng 60 mà ổng rụng tóc hết trơn rồi. Chưa. Nhặt chưa về hả? Chị hát đi bà chị. Hôm nay hai ngày mới được nhậu lần cái quốc ca vô đá gì đâu. Chạy đâu biết hết trơn. Chạy tôi rần rần gặp trời lúc này nóng lực nó uống bia cái nó chạy liền. Anh Tư Sầu Riêng ơi, xem video này coi là Thanh Cao Giao Lo đang uống bia mà đổ đi đâu mà nước chạy tới đâu nó rần tới đó. Nóng nực này quốc cái vô đá khác luôn. Vô anh. Vô. Vô, 1 2 3 vô. À. Ăn ăn nào. Ủa đây không có răng hay dai quá ăn không được. Không cái gà này dai dốt. Phải không? Hồi nãy giờ em chưa ăn. Dạ như ngày xưa chưa tin đến em thì chắc có lẽ giờ anh chẳng khổ đau như vậy. Hôm qua em trao bao nhiêu niềm tin, hôm nay đập nát cuộc tình này. Người yêu ơi anh đã bị thế rồi, nỗi ám gì tình yêu em trao sao không mấy là trò chơi. Ngày anh chưa biết em đã vô tâm, em đành lòng như thế. Ở đây làm chi nữa, đừng bao giờ giải thích bất cứ lý do gì. Với anh như thế là đủ rồi. Một lần anh mất.
niềm tin là bạn là anh bất cần. Dù là nhiều lời xin lỗi để được trở về chân thành. Anh nghĩ em biết lý do chấp nhận tình cảm ấy bấy lâu trong anh đã tan biến không còn gì nữa đâu. Em muốn hiểu tại sao mà anh trở nên đổi thay. Nhà toàn là ca sĩ không, mấy em gái lại hát đây. Đúng rồi. Phụ nữ hát nó có giọng nam giọng nữ rồi chứ. Đúng rồi, giờ nam hay nam là thiên cử nữ. Tăng lớn nhỏ trên cái này nữa. Ở chỗ ảnh là nãy mới 50 thôi, nó được 80 lận. Mà cỡ nó hát vừa rồi, cỡ này nãy hát vừa rồi. Không có, trên đó còn được 30% nữa. Hôm nay là 1 tháng 5 nha các bạn. Ông anh mình ủng hộ mình cá lo siêu khủng. Để anh thèm 2 năm hả? Thèm chảy nước miếng là 2 năm. Bữa nay có đại đại mười mấy mà cái mười mấy xài không đã cái kiểu mà cái thước nhỏ nó dạ. Cái bằng xài mặt đó, xài mặt nó không bằng này. Này hát như nhạc sống vậy mà, này nó bền hơn. Dạ. Cái kia nó màu xuống. Ô quá trời đã luôn, cái này là đặc sản đó nha. Trôi về đời xa xăm mịt mù,
đã xa. Còn gì trong phương ngỡ, con em nào xanh như mây trời, bơ vơ trong chiều hoa, gọi thầm tên nhau. Chỉ là một xa cách, giờ còn bay về.
Hôm nay là 1 tháng 5 được gia đình của ông anh được nghỉ lễ, bởi vì là hai đứa cháu nó về đầy đủ trong nhà hết hen. Gia đình ham ca. Gia đình ham ca. Không phải là gia đình ca sĩ nha. Gia đình ham ca. Nói thích ca. Để người ta nghe. Dạ. Người chết luôn. Dạ dạ. Gia đình ham ca. Mà hát cũng hay mà. Không, nói chung là hay ở nhà lên sân khấu thua mấy ca sĩ. Thôi, nếu mà hát hay làm ca sĩ mẹ ơi. Có ca hướng dành số 1 thế giới. Oh.
chủ nhà không biết dàn nhạc hay hay là ca sĩ hát hay mà toàn là nghe nghe y chang là nhưng mà xem phim vậy. Gia đình ham hát. Gia đình ham hát á. Tôi cũng hát được mà hát dở lắm. Mà động lực nào mà anh mua cái lo dữ vậy? À. Động lực nào mà anh mua cái lo khủng vậy? Không, nói chung á anh hồi xưa là coi YouTube đó, dạ. Phải coi mà cái kênh tùm lum ai, dạ. Ai có kênh gì cái mỗi lần dạ. Coi. Hồi dạ. Xưa chồng ai? Dạ. Anh vẫn coi. Dạ. Rồi sau tới cái những cái vàng lo mà giờ lo bản mặt tới mà dạ. Cái đúng rồi. Cục đẩy. Dạ. Mười mấy triệu dạ. Gần 17 triệu á. Dạ. Anh cũng tính mua mà mình nghĩ mua thời gian biết nó sẽ xuống. Đúng rồi. Cái vàng bạc nó xuống. Dạ. Còn vợ chơi vàng này nó cũng nó xuống chứ không mà lâu xuống hơn. Đúng rồi, 5-10 năm lận. Đúng rồi. Dạ. Nó lâu xuống hơn. Ví dụ 5-10 năm mình bán chai cũng lời rồi. Dạ dạ. Gặp kéo, gặp để hát hay quá em, hát một, vài năm là đủ vốn hả? Thôi một năm á, ba cái năm dỗ. Dạ. Sáu cái đám sinh nhật. Dạ. Sắp sửa bảy nữa. Dạ. Sắp sửa lên là một năm sau lên bảy cái. Dạ. Ừ. Bảy cái sinh nhật đó. Chưa tính là anh em đợi hồ lâu lâu về thứ một rồi à. Tại nhà là ừ. Tại mình tính chi phí ra đủ mua cái lo rồi hả? Tới 10 năm nữa bán chai lời. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn anh. Chú Cao quê vợ ở chú Cao là Sóc quê vợ Sóc Trăng chú. Ở đây ở bên đây nè, bên bến đò Đại Ngãi phía đây. À đò Đại Ngãi. Trà Vinh. Không, cũng xa cách của Cù Lao gì? Cù Lao Dung hả? Không. Trà Vinh làm mà qua bên đây. Hà Đại Ngãi qua. Đó là Trà Vinh là bên bờ bên đây là gì quên rồi. Cầu Quan. Ừ. Có sống ở đây. Nó ở đây Cầu Quan. Cầu Quan thì được. Đã đến lúc anh phải sao ấy lên đó giờ bấm lên cái mở mật khẩu bữa nay em giao lo về gặp ngay nhà ca sĩ gặp ngay nhà ca sĩ luôn. Ủa em trai là em bên làm bên lĩnh vực nào? Em bên đi cám bên kho. Bên kho công ty cám cần nước, không kho làm sai ngành nghề, làm sai ngành nghề đúng là phải đi làm ca sĩ hát rồi chứ. Hát quá hay, giọng quá dữ, toàn hát nhà trẻ còn quá hay. Mạnh lực có lực. Chúc anh hát ngang nãy anh chưa hát á. Hồi nó cá cổ không vậy? Không được đâu mà không có gì hay. Không có nhạc sến hát sến hát được. Cái gì hát được mà không có gì hay đâu. Mà chị là chủ yếu là phải thưởng thức. Phải nhất là cổ. Hát quen vậy. Còn em đang đi qua đây, vợ mới đam đi. Mấy bài đó nó quen vậy. Dễ dễ. Qua căn cứ theo bóng hoa
có dòng nước nào về chợ mới để thăm mẹ. Và để rất vui chương trình văn nghệ hôm nay tại nhà ông anh là fan hâm mộ của Sư Lô Thanh Cao, theo dõi cái kênh YouTube này cũng 2 năm rồi, thì nay có mấy đứa em về nhà nhân dịp lễ là 1 tháng 5, anh có mua cái lo về để rất vui chương trình văn nghệ trong gia đình, đặc biệt cho thằng rể đại anh Văn ha. Thì rất vui chương trình văn nghệ hôm nay, đi hôm nay có anh ba là Quang Hiển, anh của Quang Lập đến cho là bài hát của mọi tên bài gì ạ? Hát được hát, hát mới được chứ. Đâu tự đó. Nó anh thở. Bài gì? À, mùa xương đó của em của mùa xương đó, mùa xương đó của em bấm nhịp. Của Đăng Nguyên. Mùa xương đó có em của Đăng Nguyên ăn. Hát bài chủ nhà mới trả tiền mới về chứ. Hồi nãy nó là chủ nhà chưa trả tiền phải đi theo hát người ta mới trả tiền. Bữa nào ghé lại mới trả
sao quá, này lỡ xỉn rồi. Rồi rồi, xỉn rồi. Thôi mai chịu khoản cũng được. Thôi mai chịu khoản cũng được. Giờ anh rút ra thở nó lật lè. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cao quá thì rút ngang thở nó đè. Đè leo cao thở té. Nay đến đây rất là vui các bạn. Toàn lập gặp là ca sĩ không à. Bữa nay mình đi giao lo hôm nay là đi theo có Quang Hiển là anh bà con không biết gần xa với Quang Lập nhưng mà giọng hát giống Quang Lập, Quang là được rồi. Hôm nay xin cảm ơn ông anh
đã ủng hộ xưởng lo Thanh Cao, một cái dàn lo kéo gọi là siêu khủng, hát cạnh tranh với những dàn kẹo kéo cho thời giờ thế. Thì anh thấy hồi nãy giờ hát thấy chuẩn ok chưa? À, đúng là tụi nó hát không à, tôi hát hết. Nghe anh nghe cảm âm. Được. Quá tôi ok. Nói tiếng hay được, nói nghe được. Rồi nghe được. Nghe được trả tiền lũng tiền là ok các bạn. Người ta hàng hàng trăm triệu người ta chưa gọi là hay, còn chưa có hay. Mình có mấy chục triệu ha. Bị giảm thanh nó nhiều giá. Dạ. Nói chung hàng trăm có cỡ này. Nếu mà cỡ này hàng trăm có nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mình mấy chục, mình, mấy chục mình khoe khoang chi bà con người ta nói mình nổ ha. Rồi rồi cảm ơn em. Thôi xin chào tất cả. Rồi. Ông anh tiễn ra xe luôn các bạn. Sắp đầu nghề của Thanh Cao tiễn ra xe luôn. Quá trời. Rồi cảm ơn đại ca nhiều. Dạ.